kinh nghiệm. Trong lúc mọi người rất là hăng say lao động thì có một người đã trục lợi cá nhân kiếm được một mớ lá lốt tướng. Nhà mình được cái là tầm nhìn xa, cứ 3 tháng lại thấy chuyển một chỗ. Mạnh Nhung bỏ cái nón ra để quay gương mặt của người rất là kẻ cơ hội, gọi là trong lúc lao động vất vả đã trục lợi được một đống lá lốt. Ôn lại thời chiến phủ chứng minh sạch. Bác Nhung cứ thấy cái tinh thần của cái ngày xưa đi kiếm củ thế nào thì bây giờ nó cũng bị chơi này, phát huy đúng như vậy. Có kéo chưa? Có cái cây dưới đó, xe cạnh nó rồi. Lấy đi đâu đây, củ nó một cây. Lấy cái trồng mắt đây mà thì tí nó thành quả rồi tí nó phán vào. Ok, đi một bước lại chụp một cây. Quá là siêu đẳng. Quản đốc phân xưởng có khác. Hơn cả tập gym. Còn những hiệu trưởng trường tiểu học này, quản đốc phân xưởng nhà may Huế này, giám đốc ngân hàng này, khi cần lao động là vẫn lao động rất là hăng say.